Văn Quyết không được đề cử Quả Bóng Vàng 2023. Do bị kỷ luật ở V-League, tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội Fan Club Nguyễn Văn Quyết không lọt vào danh sách đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam năm nay. Văn Quyết là đương kim chủ nhân Quả Bóng Vàng Nam. Nhưng tại V-League 2023, anh nhận án treo giò 8 trận do xô xát với trợ lý trọng tài ở vòng 7 V-League 2023. Vì vậy, thủ quân của Hà Nội Fan Club không được ban tổ chức đưa vào danh sách bầu chọn Quả Bóng Vàng năm nay. 20 cầu thủ vào danh sách đề cử rút gọn tranh giải Quả Bóng Vàng Nam 2023 có 19 nội binh. 3 câu lạc bộ thuộc top 3 V-League 2023 đóng góp nhiều gương mặt nhất, với mỗi đội 4 người. Gồm Tuấn Hải, Việt Anh, Hùng Dũng, Duy Mạnh, cùng của Á quân Hà Nội Fan Club, Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, nhà vô địch Công an Hà Nội, Tuấn Tài, Hoàng Đức, Thanh Bình, Đức Chiến, Viettel. Những cái tên còn lại là Nguyễn Tuấn Anh, Hoàng Anh Gia Lai, Ngọc Hải, Sông Lam Nghệ An, Hải Huy, Hải Phòng, Văn Lâm, Bình Định, Nguyên Mạnh, Nam Định, Tiến Linh, Bình Dương, Lâm Ti Phong, Thanh Hóa. Ngoại binh Hoàng Vũ Samson, thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu góp mặt. Ở giải Quả Bóng Vàng nữ, do đội tuyển quốc gia đạt nhiều thành công như vô địch SEA Games, dự World Cup nữ lần đầu, nhiều tuyển thủ chơi tốt ở hai sân chơi này đều góp mặt. Số này gồm Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến. Giải Quả Bóng Vàng Việt Nam 2023 sẽ bắt đầu khâu bầu chọn từ giữa tháng 11 năm 2023. Các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội Phúc Sang, nhà báo thể thao sẽ chọn ra những danh hiệu xứng đáng nhất. Lễ trao giải dự kiến diễn vào tháng 1 năm 2024 tại thành phố Hồ Chí Minh. Danh sách đề cử các hạng mục của Quả Bóng Vàng 2023. Quả Bóng Vàng Nam, Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Đức Chiến, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Hải Huy, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Duy Mạnh, Trần Nguyên Mạnh, Lâm Ti Phong, Hoàng Vũ Samson, Hồ Tấn Tài, Phan Tuấn Tài, Vũ Văn Thanh. Quả Bóng Vàng nữ, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Hoàng Thị Loan, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Dương Thị Vân, Phạm Hải Yến. Quả Bóng Vàng Phúc Sang, Phạm Đức Hòa, Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng, Dương Ngọc Linh, Châu Đoàn Phát, Lâm Tấn Phát, Nguyễn Thịnh Phát, Ngô Ngọc Sơn, Trần Minh Tuấn. Hồ Văn Ý, cầu thủ trẻ nam xuất sắc, Nguyễn Đình Bắc, Thái Bá Đạt, Hồ Văn Cường, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Thái Sơn, Đinh Xuân Tiến, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Việt. Cầu thủ trẻ nữ xuất sắc, Ngọc Minh Chuyên, Vũ Thị Hoa, Hà Nội, Vũ Thị Hoa, Phong Phú Hà Nam, Trần Nhật Lan, Đào Thị Kiều Văn. Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Bruno Cunha Cantan, Jesuya Ferreira Hellison Kaong, Jesus Silva Jonglei, Rafael Becerra Fernandez, Mansari Victor Nabe. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.